Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được đầy đủ trí huệ, biết việc và biết người, lại có kỹ thuật nói. Lời nói ra khiến cho người nghe hoan hỉ vui thích, giống như chư Phật. Dùng lời nói trang nghiêm thân tướng, chúng sinh nghe bạn nói pháp, thật là thân tâm an lạc, pháp hỷ sung mãn. Bốn lai là người không thể tu đạo, vì nghe tiếng của bạn nói nên giác ngộ mà tu phạm hạnh thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được ý nghiệp thanh tịnh, dùng tâm ý thanh tịnh mà trang nghiêm thân tướng. Tâm là chủ của mắt tai mũi lưỡi thân, năm căn là có trí huệ nhất. Tâm tốt nhất là thường ở trong sự vắng lặng tu tập thiền định, vào sâu thiền định, do đó có thể thấy khắp được mười phương ba đời chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh hay tu học đủ thứ pháp, minh bạch vận dụng tất cả các pháp, nghĩa lý chân thật của các pháp, đều có thể y giáo, y pháp phụng hành thật tiễn. Tổng trì tức là tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, dùng tâm này thể hội tinh thần lực hạnh, trang nghiêm thân tướng, quán chiếu thấu rõ chánh pháp của mười phương chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ thù thắng, y theo sự biểu đạt minh triết của trí huệ, xử thế tiếp vật siêu nhiên cao tiết mà trang nghiêm thân tướng, dùng trí huệ như Phật mà trang nghiêm tự tâm thanh tịnh. Nguyện vọng ba nghiệp thanh tịnh ở trên, tức là khi Đại Bồ Tát bố thí tất cả đủ trang nghiêm đối với chúng sinh mà hồi hướng căn lành. Bồ Tát vì muốn hy vọng tất cả chúng sinh đều đầy đủ vô lượng đủ thứ công đức của Phật Pháp và đắc được trí huệ thù thắng viên mãn tướng trang nghiêm của họ, vĩnh viễn lìa khỏi những mau bệnh cống cao ngã mạn, kiêu ngạo phóng dật. Các vị thiện tín, Bồ Tát tinh tấn tu hành ngày đêm không giải đãi, dùng công đức ba nghiệp thanh tịnh tu tập mà trang nghiêm thân tâm của Ngài. Ngài cũng nguyện cho chúng sinh đều siêng tu ba nghiệp, khiến cho thân miệng ý thanh tịnh mới có thể đắc được căn lành công đức thanh tịnh, mới có thể viên mãn thân tướng trang nghiêm. Chúng ta là người tu hành học đạo, giờ giờ phút phút đều không thể phóng dật, nhất là phải chú ý đến ba nghiệp cầu tinh tấn chẳng giải đãi. Nếu hàng ngày tu hành tích tập công đức lành, gieo trồng đại căn lành, không kể thời kiếp tinh tấn như vậy, thì tự nhiên sẽ thành tựu đạo nghiệp, cũng sẽ viên mãn tướng trang nghiêm của chúng ta. Tướng tuy nhiên là tu, nhưng giả như bạn sinh ra hình tướng xấu xí, ai thấy cũng chẳng sinh tâm hoan hỷ mà xa lìa bạn, thì không dễ gì giáo hóa chúng sinh. Vào năm đó, Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc. Người Trung Quốc thấy Ngài mặt đầy râu ria, mi dày mắt lớn, xa thấy mà sinh sợ. Cho nên Tổ sư Đạt Ma hơn 10 năm quay mặt vào tường, chỉ giáo hóa rất ít chúng sinh. Chỉ có vị nhị tổ thần quang, vì cầu pháp mà quỳ 9 năm, còn chặt đứt một cánh tay mới được chân truyền. Dùng tâm ấn tâm mới có thiền tông ngày hôm nay. Hiện tại tôi đến Tây Phương Hoàng Pháp giáo hóa các bạn tu học Phật Pháp, cũng giáo hóa các bạn nên tu căn lành phước đức để trang nghiêm thân tướng của mình. Tu căn lành phước đức như thế nào, tu ở đâu, tu hành biện đạo cũng cần phải có chỗ an thân. Cơ hội này bây giờ nhân duyên đã thành thục, tức tại Vạn Phật Thành. Vạn Phật Thành cần có Vạn Phật để trang nghiêm thành này, gọi Vạn Phật chẳng phải Vạn Phật đã thành, mà là Vạn Phật sẽ thành, là đã phát tâm Bồ Đề, hiện tại đang phát tâm Bồ Đề, sẽ phát tâm Bồ Đề. Vạn Phật thành, Vạn Phật thành, Vạn Phật đều sẽ thành. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng Mão Mani báu, thọ quán đảnh ngôi vua tự tại và hạt châu trong búi tóc, bố thí khắp cho chúng sinh, tâm chẳng sẻn tiếc, thường xuyên tu tập, làm đại thí chủ, tu học, thí huệ, tăng trưởng xả căn, trí huệ thiện xảo, tâm ngài rộng lớn bố thí cho tất cả. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát, ngài đem mũ của đế vương đã từng thọ lễ quán đảnh, tức là lễ lên ngôi vua, mão vua làm bằng mani báu và hạt châu giấu ở trong búi tóc. Hạt châu đó chỉ có ông vua mới có. Ai có được hạt châu này trong búi tóc thì người đó là vua quán đảnh. Song vua quán đảnh này, ngài chẳng coi trọng ngôi vua của ngài, mà còn có thể bố thí khắp cho tất cả chúng sinh. Bất luận ai đến cầu xin, ngài đều bố thí cho họ. Trong tâm tuyệt đối chẳng có ý niệm xả bỏ chẳng được. Bồ Tát hành bố thí, trước hết ngài dùng trí huệ quan sát nhân duyên, chứ chẳng phải mù mắt bố thí. Một mặt ngài rất tinh tấn tu trì lục độ, một mặt không ngừng học tập trí huệ và phương pháp hành bố thí của chư Phật, tùy thời làm chủ nhân đại bố thí. Ngài tu học trí huệ bố thí có thể tăng trưởng căn lành thí xả của ngài, do đó tâm lượng của ngài cũng đặc biệt rộng lớn. Đối với vật chất bố thí, tơ hào không tính toán. Đối với người nhận, một luật bình đẳng, chẳng có phân biệt kẻ oán người thân, bố thí khắp cho tất cả chúng sinh.
Đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được thọ pháp quán đảnh của chư Phật, thành tựu nhất thiết trí. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ đảnh nhục kế, được trí huệ đệ nhất đến được bờ bên kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh dùng diệu trí bảo nhiếp khắp chúng sinh, đều khiến cho đến được đảnh công đức rốt ráo. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu trí huệ bảo tột đảnh, khảm thọ sự cung kính lễ bái của thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh dùng mão trí huệ trang nghiêm đầu mình, làm vua tự tại của tất cả các pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh trí huệ minh châu, thường cổ trên đảnh, tất cả thế gian không ai thấy được. Bồ Tát đem căn lành công đức bố thí mão báu đối với chúng sinh hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều thọ được chư Phật dùng nước pháp để quán đảnh, do vậy cho nên thành tựu nhất thiết trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ nhục kế tướng vô kiến đảnh, đã được trí huệ bậc nhất đến được niết bàn vào bên kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều có trí huệ bảo thượng diệu, dùng để nhiếp khắp chúng sinh khác, khiến cho họ đều được viên mãn công đức đến được tột đảnh cao nhất. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều thành tựu được trí huệ vô thượng thù thắng, trí huệ đó giống như vua các thứ báu đến được cực đảnh, chân chánh được tiếp thọ tất cả chúng sinh thế gian cung kính lễ bái. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh dùng trí huệ làm mão báu mà trang nghiêm đầu mình, có thể làm vua tự tại trong các pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh trí huệ minh châu thường cột trên đảnh, phàm tánh mười phương thế gian chẳng có ai mà chẳng nhìn thấy được. Nghĩa là nói trí huệ quang chiếu sáng mười phương, ai cũng đều nhìn thấy được. Nguyện cho tất cả chúng sinh thảy đều khâm thọ thế gian đảnh lễ, thành tựu huệ đảnh chiếu sáng Phật pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầu đội mão thập lực trang nghiêm, trí huệ bào hải thanh tịnh đầy đủ. Nguyện cho tất cả chúng sinh đến được đảnh đại địa, được nhất thiết trí rốt ráo thập lực, phá tan đảnh dục giới các quyến thuộc của ma. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thành tựu đảnh vua vô thượng bậc nhất, đắc được đảnh nhất thiết trí quang minh không gì làm lu mờ được. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí mão báu, vì khiến cho chúng sinh được trí huệ thanh tịnh bậc nhất và mão báu trí huệ mani phi diệu. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh các đức viên mãn, quyết thật có thể tiếp thọ người thế gian lễ bái, lại thành tựu trí huệ bát nhã xuất thế, thấu hiểu tất cả Phật pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh trên đầu đội mão là dùng mười thứ oai lực như Phật làm đồ trang nghiêm, trí huệ của Ngài sâu rộng như biển cả và thanh tịnh trong suốt. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đến được tột đảnh đại địa, đắc được nhất thiết trí huệ, thành tựu mười thứ oai thần lực của Phật, phá trừ được dục niệm nguy hại trong dục giới và những tà kiến thiên ma ngoại đạo cùng với quyến thuộc của ma. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu được đảnh vua vô thượng đệ nhất, đắc được trí huệ quang minh vô thượng, trên thế gian chẳng có gì có thể che lấp được, vượt qua được. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí mão báu, vì hy vọng chúng sinh đắc được trí huệ đệ nhất, quả vị thành tịnh nhất và mão trí huệ mani báu vi diệu. Phật tử Đại Bồ Tát thấy có chúng sinh ở trong lao ngục đen tối, bị giam cầm cùng xiềng trói buộc thân thể, đứng ngồi không yên, đủ các thứ khổ, chẳng có thân nhân bạn bè, không nơi nương tựa cứu vớt, không có y phục, đói khát gầy ốm, đủ các thống khổ khó mà chịu được. Bồ Tát thấy rồi xả bỏ hết thảy tất cả tiền tài châu báu, vợ con quyến thuộc và thân mình ở trong lao ngục cứu chúng sinh đó. Như Bồ Tát Đại Bi, Bồ Tát Diệu Nhãn Vương được cứu độ rồi, tùy theo sự cần dùng thảy đều bố thí cho họ, trừ được khổ sở hoạn nạn của họ, khiến cho được an ổn. Sau đó bố thí pháp bảo vô thượng, khiến cho họ xả bỏ phóng dật, an trụ vào căn lành ở trong Phật giáo, tâm chẳng thối chuyển. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát nhìn thấy có chúng sinh nào ở trong lao ngục tối tăm, bị giam cầm cùng xiềng thân thể họ, đứng lên ngồi xuống đều bất phương tiện, cũng chẳng thoải mái. Hết thảy thống khổ đều tụ tập nơi thân, lại chẳng có thân nhân và bạn bè, cũng chẳng có chỗ nương tựa và chẳng có ai cứu vớt. Trên thân chẳng có quần áo che thân, lại lạnh và đói khát, gầy ốm như khúc củi. Đủ thứ sự thống khổ như vậy, thật chẳng dễ gì nhẫn chịu được. Bồ Tát thấy chúng sinh đáng thương như thế, lập tức đem hết thảy tiền tài châu báu, thậm chí vợ con quyến thuộc, cho đến thân thể của Ngài thảy đều xả thí, đến lao ngục cứu vớt chúng sinh đó ra. Hành động như thế của Ngài giống như tinh thần cứu độ chúng sinh của Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm, lại giống như Bồ Tát Diệu Nhãn Vương hay xả mình vì người. Ngài cứu những chúng sinh khổ nào đó thoát ra rồi,
tùy theo sự cần của họ, Thầy đều bố thí cho họ để giải trừ những thống khổ hoạn nạn của họ, khiến cho thân tâm họ được an ổn. Sau đó khai thị Phật Pháp cho họ nghe, giảng giải kinh điển, khiến cho họ từ bỏ ma bệnh phóng dật, biết lợi ích an phận, giữ quy củ, thấu hiểu làm người phải tu hành các việc thiện, vun bồi căn lành, phước đức của chính mình, tin sâu Phật Pháp, ở trong Phật giáo vĩnh viễn chẳng sinh tâm thối chuyển. Phật tử khi Đại Bồ Tát ở trong lao ngục, cứu chúng sinh, thì đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh, rốt ráo giải thoát tham ái ràng buộc, nguyện cho tất cả chúng sinh, dứt dòng sinh tử, tăng lên bờ trí huệ, nguyện cho tất cả chúng sinh, diệt trừ ngu si, sinh trưởng trí huệ, giải thoát tất cả phiền não ràng buộc, nguyện cho tất cả chúng sinh, diệt trừ ràng buộc trong ba cõi, được nhất thiết trí, rốt ráo thoát khỏi ba cõi, nguyện cho tất cả chúng sinh, vĩnh viễn dứt tất cả phiền não trói buộc, đến được bờ bên kia trí huệ, không có phiền não, không có chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh, lìa các phân biệt, động niệm tư duy vào nơi trí địa bất động bình đẳng. Bồ Tát Kim Cang Tràng vì đề cao thính chúng trong pháp hội chú ý và tăng cường chúng sinh đời sau xem trọng, lại lớn tiếng gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát, Ngài đến lao ngục thấy những chúng sinh đó thọ khổ, đời sống thống khổ giống như chính thân mình chịu khổ. Do đó Ngài nghĩ tìm cách cứu họ như thế nào? Nếu không thể cứu vớt họ thoát khỏi khổ nạn thì Bồ Tát ăn không ngon, ngủ không yên. Các vị thiện tín, các bạn chắc chắn sẽ hoài nghi, Bồ Tát chẳng phải có thần thông chăng, sao lại giống phàm phu ăn ngủ không yên? Phải, bạn cho rằng Bồ Tát với phàm phu hai dạng chăng? Căn bản là một, bất quá tâm của Bồ Tát lúc nào cũng vì chúng sinh, còn tâm của phàm phu là vì mình. Bồ Tát thương người như chính mình, Ngài có tâm đại từ hay ban vui cho mọi người, Ngài có tâm đại bi hay cứu người thoát khỏi biển khổ, vì đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, cho nên gọi là Bồ Tát. Bạn tôi và họ nếu có tâm từ bi thì cũng được mọi người gọi là Bồ Tát giống nhau. Nhìn về biểu hiện thì tư tưởng của Bồ Tát ngu si hơn phàm phu. Ngài đêm tinh tấn tu hành vì chúng sinh mà lao nhọc bôn ba, dụng hết khổ tâm, tu tập căn lành công đức để hồi hướng cho chúng sinh. Những sự ngu si đó, đó là hướng thượng, tiến đến con đường Phật đạo. Phàm phu tự cho mình là thông minh, tức là đi về hạ lưu, hướng về trong vòng lục đạo. Tinh thần ngu si của Bồ Tát như thế là vượt khỏi ba cõi, là biểu hiện đại trí ngu si. Nếu người nào muốn học Bồ Tát thì trước hết phải học sự thiệt thòi, không chiếm tiện nghi của người khác. Thiệt thòi là xả mình vì người, chiếm tiện nghi là ích kỷ. Bồ Tát thấy chúng sinh đồng một thể, cho nên muốn đến lao ngục để cứu chúng sinh. Khi Ngài đến cứu chúng sinh thì Ngài đem căn lành công đức bố thí mà Ngài tu tập tích tụ từng chút, hoàn toàn hồi hướng cho tất cả chúng sinh và còn phát tâm nguyện lớn. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều chân thật giải thoát khỏi tham ái ràng buộc, đắc được thân tâm tự tại. Tham và ái là hai xiềng xích vô hình, trói buộc người đời không được tự do, chỉ có phiền não thống khổ. Nhưng ai ai cũng trầm mê ở trong phiền não chẳng thể tự giác được, còn thấy là mạng sống thứ hai. Bổn lai chúng ta sinh ra thì có thể tánh thành tịnh, tánh vốn thiện, nhưng vì thọ năm dục theo năm tháng mà chảy vào trong chân tánh, bổn tánh thanh tịnh bèn bị nhiễm ô, bèn sinh ra tham ái, mê mất tự tánh, bèn có vô minh phiền não bị ràng buộc mà chẳng được giải thoát. Tham ái tức là gông cùm, thọ khổ chẳng tự do, tức là ở trong lao ngục. Hiện tại Bồ Tát phát nguyện muốn khuyên giúp chúng ta giải thoát khỏi ràng buộc tham ái, muốn chúng ta thoát khỏi gông cùm này, buông xả tất cả hết thảy tâm tham tiền tài châu báu, vật chất hưởng thụ, phù hoa hư vinh, buông xả vợ đẹp con xinh và hết thảy quyền vị. Như thế thì sẽ đắc được chân chánh giải thoát. Nếu còn một chút buông xả chẳng được thì đó vĩnh viễn vẫn ở trong lao ngục thọ trói buộc. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh dứt được lưu truyền trong sinh tử. Gì gọi là dòng sinh tử? Tức là tâm tham ái. Vì tham ái mà tâm chẳng nhàm lìa, làm ra những nghiệp ác, vì vĩnh viễn theo dòng sinh tử ở trong sáu nẻo luân hồi. Phải làm thế nào để dứt được dòng sinh tử? Phải tu hành biện đạo chứng được sơ quả A-la-hán thì nhập vào dòng thánh nhân pháp tính, ngược lại dòng phàm phu sáu trần, dứt được dòng sinh tử mới thăng lên được bờ trí huệ, mới phá được vô minh hiển pháp tính. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tiêu diệt được tư tưởng hành vi ngu si, diệt trừ ngu si tức là phá vô minh, mới minh bạch được sự lợi hại của tham ái. Vì tham ái tức là dòng sinh tử, diệt trừ được ngu si thì phá được vô minh, sau đó sẽ sinh trưởng trí huệ. Giống như mặt trời mọc lên tức là ban ngày,
Ban ngày giống như thông minh, mặt trời lặng đi tức là đêm tối tức là vô minh. Ánh sáng mặt trời giống như quang minh của Phật chiếu khắp. Một khi được quang minh của Phật chiếu đến thân thể thì tất cả phiền não ràng buộc đều được giải thoát. Con người đều hoan hỷ nghe những lời khen. Nếu như nghe những lời họ mắng bạn thì lập tức phiền não sinh ra. Kỳ thật nếu xem lời mắng như lời khen thì cũng chẳng có chuyện gì. Tại sao chỉ khác nhau giữa mắng và khen thì vui và giận lại khác nhau? Đó tức là bị cảnh giới truyền. Mỗi người tu đạo phải giữ thành định lực khống chế, phải có công phu người chuyển cảnh thì không bị cảnh chuyển người. Hai câu này tôi thường khuyên các bạn, hy vọng các bạn khéo vận dụng, trợ giúp rất lớn đối với sự tu hành. Đó cũng là biện pháp tiêu diệt vô si, sinh trưởng trí huệ, giải thoát tất cả phiền não ràng buộc. Đại nguyện cho tất cả chúng sinh tiêu diệt được sự trói buộc của ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, tức là khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo. Một niệm vô minh sinh ra thì theo đó mà tạo ra đủ thứ nghiệp. Diệt được sự trói buộc ba cõi rồi thì sẽ vượt khỏi ba cõi, đắc được trí huệ chân chánh xuất thế, vĩnh viễn rời khỏi ràng buộc của ba cõi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn đoạn trừ tất cả phiền não kết tập trói buộc, bao quát gồm có tham sân si mạn nghi ác kiến, thân biên giới kiến tà. Dứt trừ được những nguồn gốc đó thì vĩnh viễn dứt trừ phiền não kết tập ràng buộc, sau đó sẽ đắc được thân tâm tự tại, đến được cảnh giới tất cả không chướng ngại, thăng lên bờ bên kia trí huệ. Từ ngu si đến được bờ bên kia trí huệ nói ra rất giản đơn, nhưng nếu bạn không cung hành thực tiễn, thành thật tu hành, chỉ học thiền ngoài miệng, hoặc giống như người đầu đá chỉ nói mà không tu hành, thì vĩnh viễn chẳng đến được bờ bên kia trí huệ. Cho nên hy vọng mỗi người tu học đạo, mọi người đều nhất tâm được quy về một, dần dần từng bước đi hướng về Bồ Đề. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh lìa khỏi tất cả tạp niệm không cần thiết, thường chế tâm tại một chỗ, suy ngẫm các pháp, an trụ trong sự vắng lặng không động, thì sẽ cảm mà toại thông, chẳng còn vọng niệm, cũng chẳng còn tư duy, đối với tất cả cảnh giới cũng chẳng còn phân biệt. Như vậy thì sẽ đạt đến cảnh giới tu hành như định, do đó gọi là tâm không phân biệt, ý không suy ngẫm, nhập vào trí huệ bình đẳng bất động. Định hay sinh trí huệ, có định thì sẽ phát sinh trí huệ. Nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi các dục trói buộc, vĩnh viễn lìa tất cả tham dục thế gian, ở trong ba cõi chẳng có nhiễm trước. Nguyện cho tất cả chúng sinh được trí nguyện thù thắng khoái lạc, tưởng được chư Phật vì nói pháp môn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm giải thoát không chấp trước, không ràng buộc, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thần thông của Bồ Tát, điều phục chúng sinh tất cả thế giới, khiến cho họ lìa thế gian trụ nơi đại thừa. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài cứu độ chúng sinh trong lao ngục, ý khiến cho chúng sinh vào khắp trí huệ của Như Lai. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh giải thoát khỏi tất cả tham dục trói buộc, tức là bao quát vọng tưởng, ý niệm dâm dục, những tư tưởng không chánh đáng đó trói buộc thân tâm con người không động được. Muốn giải trừ những trói buộc tham dục thì phải vĩnh viễn lìa khỏi những tham dục mà người thế gian ưa thích mới có thể ở trong tam giới đắc được thanh tịnh. Nếu không nhiễm trước dục niệm ba cõi thì có thể thoát khỏi ba cõi, đắc được vui vắng lặng thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được trí nguyện thù thắng khoái lạc, mà còn được mười phương chư Phật hộ niệm vì nói tất cả pháp môn tu hành, khiến cho chúng sinh y giáo tu hành. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tâm giải thoát, chẳng chấp trước, cũng chẳng bị ràng buộc, tự tại an ổn, tại tâm như ý, tâm ý khoát đạt, khắp pháp giới thanh tịnh không nhiễm như hư không. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thần thông giống như Bồ Tát, đến mười phương thế giới giáo hóa chúng sinh, điều phục những chúng sinh cang cường, khiến cho họ đều phát tâm Bồ Đề, lìa khỏi tất cả những ưu sầu khổ não trên thế gian, an trụ ở trong Phật Pháp Đại Thừa Bình Đẳng. Đó tức là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài cứu vớt chúng sinh thọ khổ trói buộc tham ái dục lạc ở trong lao ngục. Mục đích là vì khiến cho tất cả chúng sinh đạt được trí huệ của Phật. Phật tử Đại Bồ Tát thấy có tù nhân cổ mang gông, tay chân bị trói, thọ các khổ độc, sắp bị xử tử, xả bỏ tất cả đồ vui cõi Diêm Phủ Đề, thân nhân bạn bè, hoặc dùng dao lóc thịt, hoặc dùng giáo đâm, hoặc dùng lửa thiêu, các thứ khổ như vậy, đủ thứ sự bức bách. Bồ Tát thế rồi tự xả bỏ thân mình mà thay thế họ thọ khổ, như Bồ Tát A Dật Đa, Bồ Tát Thù Thắng Hạnh Phương, cùng với vô lượng các Bồ Tát khác vì chúng sinh
mà tự bỏ thân mạng thọ các khổ độc. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát ngài nhìn thấy chúng sinh bị nhốt ở trong lao ngục, cổ bị mang gông, hai tay bị trói lại, hai chân bị cùm, không thể cử động được, thống khổ vạn phần. Lại còn thêm những ngục tốt, cai quản tội phạm, thường xin họ tài vật. Nếu không được tại nguyện thì bị họ hành hạ đủ thứ hình phạt độc ác, muốn xử tử họ, đoạt lấy mạng sống của họ. Những ngục tù thọ khổ đáng thương đó xả bỏ hết những đồ vật tài sản trong cõi Diêm Phù Đề và những dụng cụ vui chơi hàng ngày mà họ ưa thích, quyến thuộc thân nhân bạn bè cũng đều vĩnh viễn từ biệt, dẫn họ lên chỗ rất cao, dùng dao lóc thịt ra từng miếng, hoặc dùng giáo đâm xuyên thủng thân thể họ, hoặc đổ dầu lên quần áo của họ rồi dùng lửa thiêu đốt. Những thảm cảnh độc ác đó trừng phạt những tù nhân, Bồ Tát thế rồi sao mà không khiến ngài đau lòng cho được. Cho nên ngài quyết xả bỏ thân mình, tìm đến chỗ tù nhân thay thế họ để thọ hình pháp thống khổ tàn khốc, giống như Bồ Tát A Dật Đa, Bồ Tát Thủ Thắng Hạnh. Khi các ngài hạnh Bồ Tát đạo cứu độ chúng sinh thì thường xả bỏ mạng sống cứu vớt chúng sinh. Chẳng những hai vị Bồ Tát đó như vậy mà còn có vô lượng vô biên các Bồ Tát khác vì cứu chúng sinh cũng thường thường xả bỏ thân mình, nguyện thay thế chúng sinh thọ tất cả khổ độc. Bấy giờ Bồ Tát nói với người chủ quản lý rằng: tôi nguyện xả thân để thay thế mạng sống cho người kia, thọ các thứ khổ như người kia, có thể trị tôi như người kia, tùy ý các ông làm. Dù thọ khổ trải qua gấp bội A Tăng Kỳ, tôi cũng cam chịu, khiến cho người kia được giải thoát. Nếu tôi thấy người kia bị giết hại, không xả thân mạng cứu chuộc họ, thì không gọi là trụ tâm Bồ Tát. Tại sao? Tôi vì cứu hộ tất cả chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề nhất thiết trí. Lúc đó Bồ Tát nói với người quản lý giám ngục rằng: tôi nguyện ý bố thí thân thể của tôi để thay thế mạng sống của người thọ khổ hình. Những gì người kia thọ khổ, tôi xin chịu hết. Trừng phạt tôi giống như người kia, tùy ý ông muốn trừng phạt thế nào cũng được. Dù ông muốn tôi thọ khổ trải qua gấp bội vô lượng vô biên người kia, tôi cũng cam chịu tiếp thọ. Chỉ muốn ông khiến cho người kia thọ khổ được giải thoát, được tự do. Bồ Tát nói: nếu như tôi thấy chúng sinh thọ những khổ hình đó, khi sắp phải bị giết hại mà tôi không xả bỏ thân mạng để cứu họ, hoặc dùng tiền vàng đi chuộc thân mạng họ, thì tôi không được gọi là người đã phát tâm Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, trụ nơi quả vị của Bồ Tát. Vì sao? Vì tôi cứu hộ mạng sống tất cả chúng sinh giống như cứu hộ mạng sống của chính mình. Tôi thấy chúng sinh thọ khổ giống như mình thọ khổ, cho nên tôi phát nguyện cứu hộ tất cả chúng sinh. Tôi phát tâm Bồ Đề giác đạo nhất thiết trí huệ, tức là vì cứu chúng sinh.